Cái này là thông tin để con xem mắt. Con thấy người nào vừa ý thì chọn đi. Em à, em đang tưởng tượng gì vậy? Em không tin anh sao? Đúng là trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà niềm tin dành cho nhau em cũng không có sao? Anh thật sự thấy rất thất vọng. Đồ hối lộ chỉ có vậy thôi sao? Không có Americano hay cà phê phin sao? Bởi vì khẩu vị của tôi hơi cao cấp một chút. Anh không thích uống thì thôi vậy. Nào, cái của cháu giống y như của bác vậy. Cái tắp dề này đẹp.